Xin chào mọi người. Channel tác giả này chơi đẻo thật đấy chứ. Ông cứ cho mình mỗi ngày điểm điểm một tí phải đó. Chiến thần ở rễ, Dương Thanh, Tần Thanh Tâm, chương 4189 đến chương 4191. Hoàng Hạc Phi bị Dương Thanh ngang nhiên công khai chất vấn trước mặt mọi người, lập tức cảm thấy mất hết mặt mũi, trong lòng bùng lên lửa giận. Hắn sở dĩ ra lệnh cho Dương Thanh phải cứu Hoàng Vĩnh Sương cũng là có mục đích. Một khi luyện chế Vĩnh Sinh Đan, cần phải có cao thủ có thể luyện chế độc đan trợ giúp. Nếu như Hoàng Vĩnh Sương chết đi, thì việc thành bại đối với luyện chế Vĩnh Sinh Đan sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Khốn kiếp, tại sao ngươi lại dám nói chuyện cùng gia gia ta như vậy chứ? Hoàng Tử An bởi vì Dương Thanh không chết cũng tức giận và thất vọng đến cực điểm. Thấy Dương Thanh ngang bướng như vậy, lập tức không cam lòng. Ngay sau đó, hắn lại tại bên tai Hoàng Hạc Phi châm ngòi thổi gió. Gia gia, tiểu tướng này thật là ngông cuồng. Lúc trước đầu tiên là phế hai chân của ta, bây giờ càng là trước mặt mọi người chống lại mệnh lệnh của ngài. Ngài tốt nhất thật nhanh giết chết hắn. Hoàng Hạc Phi âm thanh lạnh lùng nói ra: câm miệng, không có việc của ngươi liền lập tức cút về dưỡng thương đi. Hắn vừa rồi tuy ngoài miệng nói muốn giết Dương Thanh, nhưng trong lòng căn bản cũng không có dự tính như vậy. Bởi vì Dương Thanh loại cường giả luyện đan này đối với luyện chế Vĩnh Sinh Đan cũng có sự trợ giúp rất lớn, cho nên vừa rồi hắn cũng chỉ là uy hiếp Dương Thanh muốn giữ lại mạng sống cho Hoàng Vĩnh Sương mà thôi. Bất chợt hắn đã định cho các cường giả Thần Anh Tông: các người cùng nhau ra tay tìm cách cứu Hoàng Vĩnh Sương cho ta. Một đám người cuống quýt chạy tới bên cạnh Hoàng Vĩnh Sương, có kẻ vận chuyển công pháp dùng linh khí giúp Hoàng Vĩnh Sương áp chế độc tính đang bộc phát trong cơ thể, còn có kẻ luống cuống tay chân muốn nhanh chóng luyện chế giải dược. Thế nhưng là thời gian 5 phút đồng hồ rất nhanh liền đã hết. Không chờ hắn kịp nghĩ ra biện pháp nào tốt, Hoàng Vĩnh Sương đã ngẹo đầu một cái, triệt để không còn sinh cơ. Tông chủ, gia hỏa này chết rồi. Các cường giả cứu giúp thay thế đều nhao nhao cúi đầu xuống báo cáo với Hoàng Hạc Phi: một đám phế vật. Hoàng Hạc Phi hừ lại một tiếng. Sau đó hắn lập tức đứng dậy đi về phía tông môn, đồng thời cất giọng lạnh lùng nói ra: 6 người tấn cấp, sáng sớm ngày mai đến trình diện tại Thần Anh Tông của ta. Hắn một mặt thực sự không muốn giết Dương Thanh, một mặt khác là vì cho mình một bậc thang bước xuống, đành phải lựa chọn rời đi. Hoàng Tử An lập tức gấp gáp, nghĩ đến phần đời còn lại của mình rất có thể sẽ phải ngồi trên xe lăn, không thể chạm vào nữ nhân, hắn hận không thể xé xác Dương Thanh. Giờ phút này thấy Hoàng Hạc Phi không có ý định giết Dương Thanh, hắn vội vàng để người hầu đẩy hắn nhanh chóng đuổi kịp Hoàng Hạc Phi. Hắn cảm xúc kích động nói ra: gia gia, ngài nhất định phải giết chết tiểu tử kia. Năm lần bảy lượt bị cháu trai ra lệnh, Hoàng Hạc Phi cũng nổi giận, trong lòng bàn tay hắn lập tức vận chuyển một đạo linh khí, chuẩn bị trực tiếp giải quyết tên cháu trai phế vật này. Hoàng Tử An toàn thân run lên một cái, bị luồng sát cơ mãnh liệt kia dọa cho xóa nước tiểu ngay tại chỗ. Thế nhưng hắn vẫn không cam lòng bỏ cuộc, đầu óc cấp tốc vận chuyển, đột nhiên nhớ ra một điều gì đó. Hắn không dám có chút do dự, đem ý nghĩ trong lòng nhanh chóng nói ra: gia gia, ta biết nguyên nhân ngài không giết hắn, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không giúp ngài luyện chế Vĩnh Sinh Đan. Bởi vì vật dẫn mà ngài luyện chế Vĩnh Sinh Đan lần này chính là con gái ruột của hắn. Thời điểm luyện chế Vĩnh Sinh Đan, đứa trẻ kia nhất định phải còn sống hoặc là đã thức tỉnh. Ngài không cách nào đem đứa trẻ kia ngụy trang thành bộ dáng gì khác. Ngài thử nghĩ một chút đi, Dương Thanh kia sẽ đích thân luyện chế cốt nhục của hắn hay sao? Chắc chắn sẽ không à. Hắn mười phần yêu thương con gái của hắn, cũng chính là vì vậy hắn mới thể tới tham gia giải thi đấu thần đan tranh bá. Thời dịp hắn còn không biết nữ nhi của hắn chính là vật dẫn để luyện chế Vĩnh Sinh Đan lần này, vẫn là nên sớm giết chết hắn. Nên như chờ hắn tại thời điểm luyện chế Vĩnh Sinh Đan đột nhiên tạo phản,
Nếu luyện đan sư khác sẽ bị ảnh hưởng, thì việc luyện chế vẫn sinh đan tất nhiên sẽ thất bại lần nữa. Vừa nghe được những lời này, Hoàng Hạc Phi cũng sửng sốt cả kinh. Chỉ có vậy thôi.